Kính thưa quý khán thính giả yêu mến, xe máy M103M1 được phát triển riêng cho thủy quân lục chiến Mỹ. Đây là dòng ngựa sắt, có khả năng sử dụng nhiều loại nhiên liệu khác nhau để phục vụ cho quá trình di chuyển của binh sĩ. Theo ANTD, Mỹ luôn đầu tư để phát triển các phương tiện vận chuyển cho quân đội của mình. Ngoài các phương tiện vận tải bánh thì ngay cả phương tiện hai bánh cũng được quan tâm. M103M1 là một trong số đó. Chiếc xe máy M103M1 dành cho thủy quân lục chiến Mỹ này là ý tưởng của hãng Hays Diversified Technology, HDT. Công ty này có trụ sở đặt tại Hesperia, bang California, Mỹ. Sản phẩm chủ lực của hãng là các động cơ xe máy chạy bằng dầu diesel. Theo HDT, động cơ nhỏ gọn của xe M103M1 có sức mạnh lớn gấp đôi so với các động cơ tương tự chạy bằng xăng. Không chỉ chạy bằng nhiên liệu diesel tiêu chuẩn, M103M1 còn có thể hoạt động bằng diesel sinh học và cả các nhiên liệu máy bay phản lực như kerosene, JB5, JB8. Khả năng ăn tạp của chiếc xe này chính là điểm cộng vô cùng lớn với thủy quân lục chiến Mỹ, đơn giản là vì không phải nơi nào trên thế giới cũng cung cấp chung một loại nhiên liệu. Do đó, M103M1 là lựa chọn tối ưu để đi đường dài hoặc phục vụ các chiến dịch khắc nghiệt. Điều đặc biệt là chiếc xe M103M1 này có độ tiết kiệm khá cao khi chỉ cần 2,5 lít nhiên liệu để chạy 100 km. Đây quả thực là một con số đáng kinh ngạc. Không những vậy, xe máy M103M1 còn có khả năng tránh bị radar dò tìm phát hiện. Ngoài ra, M103M1 còn được tối ưu hóa khả năng chống nước và chống bám các bụi. Xe máy M103M1 thực chất là phiên bản độ lại của chiến mã huyền thoại Kawasaki KLR650 đến từ Nhật Bản. Hãng HDT quyết định phát triển M103M1 dựa trên KLR650 xuất hiện vào năm 1979 vì sự lì lợm và đáng tin cậy của chiếc xe này. So với KLR650, xe M103M1 chỉ giữ lại nguyên trạng bộ khung chính và một vài phần khác. Hầu hết các bộ phận còn lại đều được điều chỉnh để phù hợp nhu cầu quân sự. Tất cả các bề mặt phản quang như phục lồng của xe đều được che lại. Hệ thống đèn cũng được tinh chỉnh. Những thay đổi này là để xe khó bị phát hiện hơn. Bình xăng xe có thể còn lớn hơn cả loại 23 lít của mẫu KLR650, giúp cho xe có thể vận hành được quãng đường xa. M103M1 sở hữu động cơ khỏe, khả năng tiết kiệm và chạy được bằng nhiều nhiên liệu, khó bị phát hiện. Đây chiếc xe máy đáng tin cậy nhất hiện nay của thủy quân lục chiến Mỹ. Rất tiếc dòng xe này chỉ phục vụ quân đội và không có bản thương mại cho người tiêu dùng bình thường tiếp cận. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hãy giúp kênh phát triển bằng cách đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của chúng tôi, và đừng quên nhấn nút like và share bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video sau nhé.